Sài Gòn xưa, chuyện về nhà sách Khai Trí. Trước năm 1975, Khai Trí là nhà sách nổi tiếng nhất Sài Gòn, không ai không biết. Câu chuyện về nhà sách này cũng gắn liền với cuộc đời thăng trầm của ông Nguyễn Hùng Trương, mà người thờ bấy giờ thường gọi là ông Khai Trí. Ông Nguyễn Hùng Trương sinh năm 1926 ở Thủ Đức. Thuở nhỏ, ông có đam mê đọc sách nên thường nhịn ăn sáng để có tiền mua. Lên trung học, ông vào học ngôi trường nổi tiếng Petruski, nay là trường chuyên Lê Hồng Phong ở quận 5. Bấy giờ, nhà ông ở Thủ Đức cách xa trường nên ông phải ở lại. Cuối tuần đạp xe về nhà, thứ hai đầu tuần là đạp xe đến trường. Dù tiền sinh hoạt không nhiều, nhưng vì nhịn ăn nên cứ chiều thứ hai là ông mua sách. Sách mà ông mua chủ yếu là sách nước ngoài. Đến năm 1940, số sách ông sở hữu đã đủ để lập thành một tủ sách rất có giá trị. Sau khi ra trường, ông Nguyễn Hùng Trương lấy vợ, là người bạn từ thuở Hàng Vi, bà Phùng Thị Bông. Hàng ngày, vợ chồng ông bán sách trên xe đẩy trước trường Chateau Loba, nay là trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn. Thấy ông Nguyễn Hùng Trương có nhiều sách nước ngoài, mấy người bạn của ông đã nhờ ông mua giúp 5 cuốn về văn học Pháp. Bản thân ông cũng muốn mua một cuốn, thế là 6. Ông liền gửi thư cho nhà xuất bản đặt mua 6 cuốn và nhận thêm được phản hồi là nếu mua 10 cuốn sẽ được giảm giá. Vậy là ông quyết định mua luôn 10 cuốn. Khi nhận được sách, ông đem ra nhà sách bán ký gửi. Nhưng bất ngờ là chỉ vài ngày 4 cuốn đã bán hết. Từ đó, ông Nguyễn Hùng Trương thường đăng ký mua các sách quý hiếm ở nước ngoài, rồi đem bán ký gửi. Tất cả số tiền lại bán sách, tiền làm thuê và tiền dạy học, ông tiết kiệm đến 5 năm thì có được số vốn. Năm 1952, ông mở nhà sách Khai Trí ở căn nhà 2, mặt tiền trên đường Bô Non. Việc này cũng có công lao rất lớn của vợ ông là bà Phùng Thị Bông. Là người mê đọc sách, lại có kinh nghiệm bán sách, nên ông Nguyễn Hùng Trương hiểu được nhu cầu của khách hàng, có khả năng đánh giá và phân loại. Thời điểm nhà sách Khai Trí ra đời, ở Sài Gòn có 10 nhà sách lớn. Nổi tiếng nhất là nhà sách Xuân Thu, dành cho giới nhà giàu trên đường Tự Do. Các nhà sách lúc đó còn ít đầu sách và chủ yếu là sách ngoại văn. Nguyễn Hùng Trương bán đa dạng các loại sách, cả ngoại văn lẫn tiếng Việt, đáp ứng nhu cầu của nhiều tầng lớp, như giới trí thức, sinh viên, học sinh cho đến cả trẻ em. Đặc biệt, nhà sách của ông là tự chọn. Khách hàng có thể vào tự chọn xem sách thoải mái. Sau đó, mua hay không mua cũng được. Nhà sách Khai Trí là nhà sách tự chọn đầu tiên ở Việt Nam. Vì đa dạng đầu sách phục vụ, khách lại được tự chọn sách, nên nhà sách Khai Trí khi nào cũng đầy ắp người. Dần dần, ngay cả ông Nguyễn Hùng Trương cũng được gọi là ông Khai Trí. Có bài báo về nhà sách Khai Trí như sau. Hai căn nhà rộng thênh thang trên đại lộ Bonnard của nhà sách Khai Trí luôn mở toan các cửa. Sách được phân chia từng loại, trưng bày rộng rãi trên các kệ sách. Người mua tha hồ lấy xem, lựa chọn và du khách có mua hay không. Khi ra về đều nhận được cái nghiêng đầu nhẹ nhàng và nụ cười cảm ơn rất tăng tình, lịch sự của những cô nhân viên trẻ đẹp, mặc áo dài màu xanh dương thanh lịch. Sách mua được nhân viên bao gói bằng loại giấy đặc biệt có in tên nhà sách và sách cũng được đóng dấu của tiệm. Nhà sách Khai Trí mau chóng nổi tiếng trong giới sinh viên học sinh, giới nhân sĩ tri thức. Những người thích đọc sách ở các tỉnh phía Nam, hầu như ai cũng từng nghe danh nhà sách Khai Trí. Không chỉ rất thành công về mặt kinh doanh sách, ông Nguyễn Hùng Trương còn hoạt động rất mạnh và cũng rất nổi tiếng với công việc xuất bản sách. Ông có một nhà in riêng, sách ông xuất bản là những loại sách giá trị với hàng ngàn tựa sách đủ thể loại. Từ sách học làm người, học nấu ăn đến sách nghiên cứu văn hóa, khoa học, sách giáo khoa, dịch thuật. Đặc biệt,
ông Nguyễn Hùng Trương rất nặng lòng với thế hệ thiếu niên, nhi đồng. Nên từ năm 1971 đến năm 1975, ông đã chọn lọc và cho xuất bản 300 đầu sách của bộ tuổi thơ dành cho các lứa tuổi măng non. Đồng thời, ông cũng cho xuất bản tuần báo thiếu nhi dùng kỹ thuật in offset rất tiên tiến, thiết kế công phu đẹp mắt. Tuần báo có sự cộng tác của hầu hết các nhà văn, nhà báo, nhà giáo tên tuổi và có tâm huyết với thế hệ con cháu. Đây là tuần báo duy nhất của thời đó và được các học sinh, các bậc phụ huynh đánh giá cao vì tính giáo dục lành mạnh. Hơn nữa, giá của các loại báo được ưu đãi đặc biệt với các đối tượng nhỏ tuổi. Ông Nguyễn Hùng Trương còn dành một gian sách riêng trong nhà sách khai trí cho thiếu nhi, phục vụ sẵn cả băng ghế cho trẻ được vào ngồi xem thỏa thích. Những trẻ em nghèo không có tiền mua sách có thể gặp ông để nhận được tấm thiệp mua sách miễn phí. Suốt hơn 20 năm, người Sài Gòn hầu hết đều biết đến nhà sách khai trí, là điểm sáng trong hoạt động của văn hóa Sài Gòn. Năm 1975, nhà sách khai trí bị buộc phải đóng cửa. Toàn bộ số sách bị tiêu hủy vì bị xem là văn hóa phẩm đồi trụy. Ông Nguyễn Hùng Trương cũng bị đi tù cải tạo. Năm 1991, ông được con cái bảo lãnh sang Mỹ. Tại đây, ông muốn xây dựng nhà sách khai trí, nhưng thất vọng khi thấy 90% sách bản quyền của khai trí bị bán lậu tràn lan và công khai. Sau này, nghe nói nhà nước Việt Nam trả lại nhà đã tịch thu năm 1975, nên năm 1996, ông Nguyễn Hùng Trương quyết định về nước. Lúc về, ông mang theo khoảng 2.000 đầu sách, chủ yếu là sách học làm người với hy vọng nhận lại được nhà sách khai trí xưa. Thế nhưng, số sách lại bị tịch thu. Ông đã cố gắng xin lại một phần của nhà sách, các cơ sở và nhà cửa, nhưng không thành. Ông chỉ nhận lại được căn nhà cũ xây từ năm 1930 ở đường Điện Biên Phủ. Vào khoảng cuối thập niên năm 1990, đầu những năm 2000, có một số người Sài Gòn nhận ra ông khai trí đứng trước nhà sách khi xưa, lúc đó đã được đổi tên thành nhà sách Fahasa 60-62 đường Lê Lợi, như tưởng nhớ một thời rồi lặng lẽ trở về. Ông sống tại căn nhà ở đường Điện Biên Phủ cho đến khi qua đời vào năm 2005, thọ 80 tuổi. Sáng vạn niềm
giật mình trong cơn mê. Ngày buồn ôi lê thế mà hồn mình như ê chề. Sài Gòn ta vẫn nhớ, Đà Lạt chìm trong sương mù. Chiều nào biến Vũng Tàu sóng tận cùng đến Cà Mau. Nhớ nhiều quê hương ơi, thật tần cùng xa xôi thôi. Vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đồng Nai hững hờ. Nào Cần Thơ nắng ấm, kia ruộng đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Giang từng giờ viết trăm lá thư để hẹn hò cho buổi hôm nay. Đời chỉ có ta thôi, tiếng yêu chưa lần nói
mà đường yêu chân bước vào rồi. Kín vai sương tóc lệ đường ngồi, đã cho nhau vì nhau mà tới. Đời đêm này đời đã bao đêm, từ khi chiến đấu mỏi miền, anh mơ yên lành lần hiện diện trên mắt môi em. Mình trở lại với đơn vị bên hơi chuyến đi ngày về, nhưng kẻ phương xa đời còn thu vui xa những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Kín vai sương tóc lệ đường ngồi, đã cho nhau vì nhau mà tới. Đời đêm này đời đã bao đêm, từ khi chiến đấu mọi miền, anh mơ yên lành lần hiện diện trên mắt môi em. Mình trở lại với đơn vị bên hơi chuyến đi ngày về, nhưng kẻ phương xa đời còn thu vui xa những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Vắng anh trời kinh đô nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quên ai khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồi. Anh ơi dù hai chúng mình mộng xưa khó thành, biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này. Ghi vào đời hình bóng một người, đôi lúc chân quen dày khua lối ngõ, tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo khuất nẻo người đi. Xa biệt kinh thành, anh ơi đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn. Chiều biệt đi theo khuất nẻo người đi.
xuân có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn.